Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Sáng ngày 4 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển lạnh, vùng núi bắc bộ có nơi chuyển rét. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 11, ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm mùng 4 tháng 11 có mưa, mưa rào chiều chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 23 độ, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng và rông. Ở phía đông bắc bộ có mưa, mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Ở phía đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, được Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTWC của Mỹ ký hiệu 24V. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cũng đã ghi nhận đây là áp thấp nhiệt đới. Các phân tích của JTVC cho thấy 24V đang có môi trường thuận lợi để phát triển với độ đứt gió thấp đến trung bình, nhiệt độ bề mặt biển khá cao từ 29 đến 30 độ C. Các mô hình dự báo lớn thống nhất rằng 24V vẫn di chuyển theo hướng Tây Bắc trong từ 2 đến 3 ngày tới. Về phía Bắc của Philippines và tiếp tục mạnh lên, đạt sức gió cực đại là 140 km h tương đương với cấp 13. Pagasa chưa đưa ra cảnh báo về áp thấp nhiệt đới này nhưng đề nghị người dân liên tục cập nhật thông tin vì áp thấp nhiệt đới này có thể thành bão và lại đi vào phía Bắc Philippines đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Mi và bão Kongrey trong tháng 10. Phần lớn các mô hình dự báo hiện tại chưa cho biết rõ là sau khi đi đến sát phía bắc Philippines thì áp thấp nhiệt đới bão sẽ đi ra sao, bởi dự báo xa như vậy về bão là rất khó. Tuy nhiên, mô hình của GFS, hệ thống dự báo toàn cầu của Mỹ cho rằng áp thấp nhiệt đới bão sau khi đi qua phía bắc Philippines sẽ vào biển Đông vào khoảng ngày 8 tháng 11. Nhưng ở biển Đông đang có không khí lạnh khô nên bão khó mạnh lên được. Vừa qua, các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết có 80% khả năng một vùng áp thấp rộng lớn sẽ hình thành trên biển Caribe ở phía tây nam trong 7 ngày tới. Một hệ thống xa hơn về phía đông, gần Puerto Rico, đang di chuyển về phía đông và có thể gây ra rông bão trên quần đảo Greater Antilles trước khi bị hấp thụ vào một hệ thống khác. Trong khi đó, bão cận nhiệt đới Patti đã hình thành ở phía tây Azores vùng tự trị của Bồ Đào Nha ở giữa Đại Tây Dương vào sáng ngày mùng 2 tháng 11. Đây là cơn bão thứ 16 trong thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương năm 2024. NHC cảnh báo, mặc dù thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương đã bước vào tháng cuối cùng, nhưng những điều tồi tệ nhất vẫn có thể đang ở phía trước. Những cơn bão có tên tiếp theo sẽ là Rafael và Sara. Tin bão mới nhất của CNN lưu ý, thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương thường kết thúc vào tháng 11, nhưng những cơn bão trong năm nay đã chứng minh những thông lệ trước đó có thể không xảy ra. Thời điểm xảy ra bão năm nay có số lượng bão được đặt tên bão cuồng phong và siêu bão cao hơn mức trung bình. Tuy nhiên, vào thời điểm thường bận rộn nhất năm, thời điểm xảy ra bão lại tĩnh lặng bất thường. Do đó, không loại trừ khả năng tháng 11 năm nay xu hướng trái ngược thông lệ. Tại Việt Nam, cơ quan khí tượng dự báo trong thời kỳ tháng 11, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong thời kỳ kể trên, trên biển Đông có 1,5 cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam 0,9 cơn. Như vậy, tháng 11 năm nay, khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tác động đến đất liền khoảng 1 cơn. Trước đó, trong tháng 10 năm 2024, trên biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão gồm bão số 5 Kraton và bão số 6 Trà Mi. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng ngày 3 tháng 11 đến đêm 4 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa tần suất lớn trên 150 mm trong 6 giờ. Ngày và đêm 4 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm có nơi trên 120mm. Sang ngày và đêm 5 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên dự báo từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông La Hà Tĩnh và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, đặc biệt lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Bình Định. Riêng tại Thừa Thiên Huế, thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ lớn, ngập lụt trong những ngày tới. Theo đó, dự báo từ chiều tối ngày 3 đến 9 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500 đến 850 mm, có nơi trên 1.000 mm. Đây là đợt mưa rất phức tạp, kéo dài nhiều ngày, mưa tập trung mạnh nhất từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 11. Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày mùng 2 tháng 11, đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 20, block A3 của chung cư The Eretau, Đức Hải, trên đường 15B, Nguyễn Lương Bằng nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, khói sau đó bốc nghi ngút, cao hàng chục mét lan sang nhiều căn hộ cùng tầng. Anh Quốc Anh, 19 tuổi, cư dân chung cư chia sẻ rằng, thời điểm đám cháy bùng phát, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, hàng trăm cư dân được sơ tán xuống mặt đất an toàn. Chị Trần Diễm, cư dân chung cư cho hay, chị vừa từ tầng hầm gửi xe đi lên thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy, sau đó một tòa nhà bị cúp điện. Chị Diễm nói, lúc đó tôi nghe nhiều tiếng la hét, họ hô hoán nhau chạy đi, rồi tôi thấy nhiều xe cứu hỏa đến trước chung cư. Nhận tin báo, gần chục xe chữa cháy, xe thang cấp cứu được điều đến hiện trường. Theo ghi nhận, do hiện trường ở tầng cao nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để tiếp cận. Đến 20 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, lính cứu hỏa đang dùng đèn pin vào các căn hộ lần cận để kiểm tra, phòng trường hợp có người mắc kẹt. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đã được cơ quan chức năng điều tra và thống kê.